Xin chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay là ngày mồng 2 tháng 10 năm 2022. Hôm trước em có quay cho mọi người một lô nho thân gỗ 12 vũi ạ. Thì cái lô đó em cũng bán gần hết rồi, nhưng mà do là các cô các chú cũng không có Zalo ấy thì em không có chụp ảnh để gửi cây sang cho mọi người xem được. Thì hôm nay em sẽ đánh số từng cây và quay từng cây luôn nhá. Thì ai lấy cây nào thì chỉ cần gọi điện thôi, nếu như không có Zalo thì chỉ cần gọi điện nhờ nói với em là lấy cây số mấy thì em sẽ lấy cây số đó cho nhá. Em sẽ quay chi tiết từng cây luôn. Thì hôm nay đây thì này, em cũng đóng rất là nhiều cây đi cho khách. Lúc này chỉ còn khoảng độ, cái lô này chỉ còn khoảng độ chắc khoảng hơn 20 cây thôi, 70 cây mà em chỉ còn hơn 20 cây thôi. Thì em sẽ đánh số từng cây luôn cho mọi người nhá. Thì ai mua cây nào thì chỉ cần nói số thôi. Thì chúc mọi người xem kênh vui vẻ nhá. Mọi người like, share và đăng ký kênh ủng hộ cho em. Mọi người nhớ là xem đến hết video luôn nhá. Xem đến hết video luôn sẽ rất là nhiều cây đẹp về đằng sau luôn ạ. Thì trước mắt mọi người đây vẫn là táo tàu nhá. Táo tàu thì em còn một cái lô này là đôi 4, 6, 8. Có 8 cây này. 8 cây này là 8 cây su ở Ken. Thì 8 cây này nó đang lên mầm, em tuốt lá sớm ý, thì nó đang lên mầm như thế này đây rồi. Cái lô này thì là chỉ có 300.000 một cây thôi. Mọi người lấy sùa khen thì nhanh tay đặt nhá. Nhanh tay đặt thì cái loại này chỉ còn có mấy cây thôi. Thì ai lấy trước thì nhắn tin gọi điện cho em trước nhá. Là chỉ có 300.000 một cây thôi. Các cây này thì em không có bao ship nhá. Các cây như này thì em không có bao ship đâu ạ. Và tiếp theo đây là quất ngọt này mọi người này. Đây, quất ngọt nhá. Đó, quất ngọt đang trái đây. Quất ngọt đang trái thì chỉ có 160.000 một cây thôi. Quất ngọt đang trái 160.000. Đây là lô Việt quất nhá. Việt quất này em hôm trước em vừa mới về đấy. Và chỉ còn lúc này chỉ còn có mấy cây thôi. Cây rất là to đẹp và đang hoa này mọi người này. Đó, hoa lụ rất là nhiều nhá. Cây đẹp này. Và đang hoa, nó là Việt quất tứ quý nhá, không phải là Việt quất thường đâu ạ. Việt quất tứ quý rất rất đẹp luôn ạ. Đó, đều đang hoa này. Đang lụ đang hoa như này cơ. Cái này thì em vẫn để 350 một cây nhá, không hề tăng giá đâu. Nuôi rồi, nuôi đẹp lắm rồi nhưng mà cũng không hề tăng giá nhá. Mọi người tranh thủ mua không hết nhá. Em chỉ còn mấy cây thôi ạ. Em chỉ còn mấy cây thôi nhá. Còn đây là cây bi hoa này. Bi hoa có 1 triệu một cây thôi, cây đang hoa. Đó, cây đang hoa nhá, em còn một cây thôi. Chỉ còn một cây. Chỉ có một cây thôi nhá, 1 triệu một cây ạ. Đó. Bi hoa này rất là đẹp luôn. Đó, cây 1 triệu mà bằng cây 2 triệu, 2 triệu rưỡi của người ta đang bán luôn nhá. Và rất là nhiều người người ta bán mắc ấy. Và nhà em chỉ bán rẻ thôi nên mọi người tranh thủ mua nhá. À, và bi hoa nhà em là bi hoa ngọt nhá, không phải bi hoa chua đâu. Nên là mọi người cứ yên tâm trồng nhá. Vẫn cứ yên tâm trồng đi ạ. Ở đây là em còn vẫn còn hồng nhân hậu nhá. Hồng nhân hậu 350 này. Đó, hồng nhân hậu 350. Cây rất là đẹp, cây ở trong bịch này. Cây nuôi ở trong bịch luôn, cho nên là mọi người cứ yên tâm trồng nhá. Đó, cây ở trong bịch. Cái này táo Đài Loan này, táo Đài Loan 108 nhá. Táo Đài Loan 108 và đây bây giờ em sẽ ra em quay nho nhá. Mọi người xem và theo dõi hết video dùng cho em nha, em cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thì đây em sẽ quay cho mọi người cây. Đi ra. Đây, cây này có đế này. Cây này đi ra. Cây này có đế nhá. Cái này mọi người về xịt cái này. Gốc này, gốc rất là đẹp luôn. Cái gốc của nó cực kỳ đẹp nhá. Gốc của này cực kỳ đẹp, mọi người về mọi người lấy cái vòi nước ấy ạ, mọi người xịt ra cái đế rễ, bệ rễ của nó rất là đẹp nhá. Thì nó này. Gốc của nó nhá. Này, to hơn ngón tay của em rất là nhiều. Gốc này chắc phải khoảng độ 2 phân rưỡi. 2 phân rưỡi, 3 phân luôn nhá. 2 phân rưỡi, 3 phân này. Đó, đế của nó rất là đẹp. Đây. Đó, phải cao cả bịch. Phải tầm 1m rưỡi, 1m6 nhá. 1m rưỡi, 1m6. Mà cái lô này em vẫn giảm giá cho mọi người đến hết lô luôn. Là chỉ có 690.000 một cây thôi. Cái cây này em để số 11 nhá. Cây này để số 11 này. Cây này để số 11 nhá. Đó, cây này để số 11 này. Tiếp theo đến cây này nhá. Cây này thì đây, một nó là gốc một thân này.
Này, gốc một thân cái này chờ thoát thân khoảng độ 12 12 phân. Đó, lên tới đây là chạc 3 nhá. Lên tới đây là chạc 3 này. Đó, cái này chỉ tầm cao 1,5 m. Cao 1,5 m. Thì cái này em để số 9 nhá. Cái này em để số 9. Mau lên. Số 9 nhận đi anh Tiến ơi, không phải thu tiền đâu. Cái này em để số 9 nhá. Đây, cái này cũng thoát thân này, hai chạc này. À, xong thì là sẽ hai chạc lên nhé. Hai chạc này. Đó, cái này thoát thân khoảng độ 10 đến 12 này. 10 đến 12. Cây rất là đẹp. Các cái cây này nhà em thì đều ra trái hết rồi. Nó đều ra hoa ra trái hết rồi nhá. Nhưng mà do vận chuyển về nó bị rụng. Mọi người về chăm cây đi. Về chăm nó thì tầm khoảng độ lửa tháng 20 ngày là cây nó lại bật hoa tiếp nhá. Bật hoa bật trái tiếp luôn. Đó, cây rất là đẹp nhá. Cây này em để số 13 nhá. Cây này em để số 13 này. Đó, cây này để số 13. Đó. Đây. Tiếp theo nhá, cái cây này rất là đẹp luôn này. Đó, gốc cái này phải 2,5 phân. Gốc 2,5 phân này. Thoát thân khoảng độ 80. Thoát thân 80 nhá. Thoát thân 80 này. Đó. 80, cây này em để số 14 nhá. Cây này để số 14 này. Đó, cây này để số 14. Đây, cây này cũng rất là đẹp luôn này. Cái này về xịt bệ đế ra cũng đẹp lắm nhá. Cái này cũng xịt bệ đế ra rất là đẹp này. Đó, cây nhà em toàn cây một thân thôi. Một thân, 2,5 phân, 3 phân tùy cây nhá. Các cái cây này thì là đều có trái hết rồi. Ở bên kia về là đã có trái hết rồi. Nhưng mà qua quá trình vận chuyển ý, thì nó bị rụng thôi. Rất là đẹp nhá. Cây này em để số 10. Cái cây nhà em thường thường thì đều là cao 1,5 m. 1,5 m, 1,4 m, 1,5 m, 1,6 m nhá. Cây này để số 10 này. Đó, cây này để số 10 nhá. Tiếp theo cây này. Đây, cây này. Ui, cây này đế cực kỳ đẹp luôn này. Trời ơi, cây này cực kỳ đế này. Đế này. Ui, cái màu xịt đế ra cực kỳ đẹp nhá. Đó, này. Đó, này, thoát thân khoảng độ 6 phân. Thoát thân khoảng độ 6 phân này. Thoát thân 6 phân nhá, đế đẹp này. Đó, chỉ có 690.000 thôi. Mọi người tranh thủ mua nhá. Cái cây này em để số 12. Đó, cây này để số 12 nhá, đế cực kỳ đẹp. Đó, để số 12 cực kỳ đẹp nhá. Cái cây này tầm 5 phân, gốc rất là to nhá. Cây này phải tầm 3 phân này. Gốc này 3 phân nhá. Gốc này 3 phân này, xem có đế không này. Cái này thì chưa thấy dễ nổi lên, nhưng mà nếu mà xịt thì vẫn có nhá. Xịt thì vẫn có đây này, quả của nó này mọi người ơi. Nói có sách mách có trứng nhá. Nó bị rụng nhiều lắm. Nó về nó do vận chuyển ý, nó bị rụng nhiều cực kỳ luôn ý. Buồn ơi là buồn. Đó, cái này gốc 3 phân luôn ý mọi người này. Gốc to lắm mà. Đây, gốc to cực kỳ luôn nhá. Này, toàn 1,4 m, 1,5 m. Rồi là cái cây này em để số 7 nhá. Cây này để số 7. Cây này để số 7. Ai lấy cây nào thì nhắn tin gọi điện cho em qua số 0967439699. Thì cái đơn trên 1 triệu thì em vẫn bao ship nhá. Đơn trên 1 triệu em vẫn bao ship và tặng thêm một cây lê. Hoặc là một cây hồng Nhật, hoặc là cây một cây hồng Vân Sơn nhá mọi người nhá. Đó, đấy, cây này gốc rất là to luôn. Cây này là để số 7 nhá. Cây này để số 7. Đây, trời ơi, nhiều cô chú hỏi em bệ rễ đẹp lắm này. Nhìn này, bệ rễ nổi luôn nhá. Đó, bệ rễ nổi luôn, cây cực kỳ đỉnh luôn. Cây này tầm 2 phân, gốc 2 phân nhưng mà tán rất là đẹp nhá. Này, xong lên này. Thoát thân khoảng độ, nếu như mà đây mọi người này, rễ nổi hết cả lên đây này. Cái này nếu mà tính ra thì là cũng phải thoát thân tầm 10 phân đấy ạ. Thoát thân 10 phân, tán xòe. Đó, tán rất là xòe này. Trời ơi, cái này để em đứng xa ra em quay mọi người xem. Trời ơi, cái này tán xòe đẹp quá. Đó. Cái này em để số em. Cái này để số 2 nhá. Đó, cái này để số 2 này. Cái này để số 2 nhá. Tiếp theo này. Đây mọi người này, nhìn này, quả rụng nhiều ơi là nhiều này. Tiếc ghê. Ở đây vẫn còn quả treo trên cây này. Đó, vẫn còn quả treo trên cây đây. Đấy.
Vẫn còn quả đeo trên cây đấy nhá. Này xem có đế không nào. Cây này không có đế nhưng mà thấy rất là nhiều quả bị rụng nhá. Đó, cây này. Cây này, đây, gốc này 2 phân rưỡi. Gốc 2 phân rưỡi thoát thân tầm 12 nhá. Cây này để số 8. Cây này em để số 8 nhá. Đây để gài ở đâu này. Đây cây này để số 8 này. Cây này thoát thân tầm 18 20 này. Cây này thoát thân tầm 18 20. Đó, cây này thoát thân tầm 18 20. Đây em sẽ quay chi tiết luôn nhá. Đó, cây sẽ quay chi tiết luôn mà mọi người tranh thủ đặt mua không hết nhá, chỉ còn hơn 20 cây thôi. 18 20 cây này em để số 3. Cây này để số 3 nhá. Cây này để số 3 này. Đây em sẽ quay tiếp này. Tiếp đây, mọi người này, cây này. Đây, đế này, rễ này, rễ con nhiều cực kỳ luôn này. Đó, cây này là gốc khoảng độ 2 phân 8 nhá. Cây này gốc 2 phân 8 này. Đó, cây này là em để số 5. Cây này để số 5 nhá. Đó, cây này đều tán đẹp xung xuê, to ơi là to luôn. Mi vào đây, Mi vào đây, Mi ngồi đây. Mi ra đây, ngồi đây. Ra đây, ra đây. Ngồi đây cho mọi người xem là cây nó to. Ngồi ruộng, Mi ngồi ruộng. Ngồi ruộng, đó. Thế Mi ngồi ruộng, Mi ngồi ruộng. Đó. Mi ngồi im đấy. Đó, mọi người thấy không? Nó to lắm. Đó. Cây rất là to nhá. Cây siêu đẹp luôn. Đây là số tiếp. Tiếp cho mọi người nhé. Đây có cô chị hỏi em cây song thân. Cây song thân đây nhá. Đây cây song thân từ gốc này. Song thân từ gốc tán xòe đẹp nhá. Và đều có hoa có trái rồi. Về mọi người chăm cây. Mà cây nhà em bán rất là nhanh hết thôi. Bởi vì là nãy nhiều vài chục nghìn là em bán liền à. Cho nên là rất là nhanh hết. Mọi người về chăm 15-20 ngày thôi. Không đến 1 tháng đâu. 15-20 ngày sang chậu nó bén rễ là nó lại hoa tiếp luôn nhá. Đây cây song thân này thì em để số 4 nhá. Cây song thân để số 4 này. Đó, cây song thân này để số 4. Đây, cây song thân để số 4 nhá. Đó. Đây, cái cây này là về này, làm bệ đế dẹp đẹp lắm đây này. Đây, cây này về xịt ra nhá. Đây, cây này về xịt ra này, gốc này. Gốc yêu chưa? Gốc cực kỳ yêu luôn. Đó, gốc yêu lắm này. Đó. Đó, cây này em để số 15. Cây này em để số 15 nhá. Cây để số 15 này. Gốc, ôi trời ơi, đẹp quá. Gốc 15. Mà vừa rẻ vừa đẹp luôn ý mọi người ạ. Vừa rẻ vừa đẹp luôn nhá. Đây, cây này sát gốc nhiều thân đây. Đó, rất là nhiều người hỏi sát gốc nhiều thân nè. Ôi, trời. Ôi, gốc nhiều thân nhá. Gốc này phải 3 phân này. 3 phân, đó. Gốc 3 phân này. Tức là hoành của nó là khoảng độ tầm rơi vào 7, 8, 9 đấy nhá mọi người nhá. Hoành rơi vào 7, 8, 9 đấy ạ. Đó, này, gốc 3 phân. Cây lá sum xuê siêu đẹp luôn. Nào, đó, này. Cành gốc từ thân luôn. Đó. Cây này em để số 6 nhá. Cây này em để số 6 này. Cây này em để số 6 nhá. Cây này em để số 6. Tiếp này. Tiếp này, cây này cũng đế đẹp lắm này. Cây này bệ đế cũng cực kỳ đẹp luôn này mọi người này. Đó, cây này cũng bệ đế cực kỳ đẹp nhá. Đó, siêu đẹp luôn. Mẫu số lô quá đẹp. Mà chỉ còn 690 thôi. Đó. Đẹp không? Cây này em để số 1 nhá. Đó, cây này em để số 1 này. Đây để số 1 luôn. Anh ơi đánh cho em thêm ít số đi. Đây, còn tiếp theo là cái chỗ nho mưa nho tứ quý này. Cái nho tứ quý này nhá. Em còn khoảng chắc khoảng độ 7-8 cây. Còn 7-8 cây này mọi người này, các cái cây này thoát thân toàn độ
toàn bộ là 30-40 luôn các cái cây này. Con thân 30-40 luôn. Mà gốc này mọi người này, ai bán mắc thì mắc chứ em cứ sell rẻ cực kỳ luôn. Mà cái lô này là toàn bộ là không có lời luôn. Cái cây này là bán tri ân khách hàng không có lời. Đó, cái lô này lại chỉ có 250 một cây thôi. Cho mọi người này, nó to ngang ngửa cái ngón trỏ cái của em luôn. Đó, này, cây rất là đẹp nhá. Cây cao 1m2. 1m đến 1m2, 1m3 luôn nhá. Đó. 1m2 đến 1m3 luôn, cây rất là đẹp mà chỉ có 250 một cây thôi. 250 một cây thôi. À bây giờ em sẽ quay cho mọi người mấy cái cây ban giao và chico của em nhé. Đây, ban giao này. Ban giao chico của em á có 47 cây. Thì em xỉ bớt rồi. Mà lúc này em chỉ còn có 3 cây thôi. 3 cây thì này, đang lên này. Đó, cây của em lên mầm hết rồi. Cây lên mầm là sẽ có hoa liền nha. Cô bác anh chị nào mà mua ấy, thì là cứ phải chủ động mua đi, không hết nhá. Cái loại này không có nhiều đâu, cho nên là tranh thủ mua thì mới còn, chứ không mắc, kể cả sau này có tiền cũng không mua được. Cái này sau này kể cả có tiền cũng không mua được, bởi vì cái này giống này rất là mắc, càng ngày nó càng mắc lên. Mà cái này phải đặt rất là lâu, kể cả ai cũng vậy, ai kể cả thương nhà buôn nào cũng nói vậy luôn, là cái này cực kỳ khó đặt luôn, có khó cực kỳ luôn ý ạ, rất là khó luôn nhá. Thì cái cây này em vẫn để cho mọi người là 2,5 triệu nhá. 2,5 triệu một cây này. 2,5 triệu một cây. Bảm bảo luôn, chuẩn giống các kiểu luôn nhá mọi người nhá. Còn đây là hồ lô nhá. Hồ lô này. Ở ngoài Bắc em ấy thì nó rụng lá nhiều lắm rồi. Rụng lá nhiều lắm rồi. Các cô bác anh chị miền Bắc nếu mà có muốn trồng thì vẫn cứ trồng bình thường, thì cây nó phát triển bộ rễ nhá. Cây nó phát triển bộ rễ thì nó không có bén lá nhiều đâu. Có thể nó bén mà cũng có thể là nó không bén. Đó, em là nói thật là như vậy. Chứ còn miền Nam thì vẫn ra lá, vẫn ra hoa, vẫn ra trái bình thường nhá. Còn miền Bắc thì tầm này gần như là nó không có lên nữa rồi. Nếu mà nó có lên ý, thì nó cũng chỉ lên lún phún thôi. Lên lún phún thôi, nhưng mà nó cũng sẽ không đậu trái được nữa. Bởi vì là sắp vào đông rồi nhá. Sắp vào đông rồi. Này, các cái cây đông dao của em này, nó chỉ còn tí ti thôi. Tí ti mầm thôi. Tí ti không có đáng kể. Đây, cái cây của em này. Cái cây của em tốt lá cái đợt rồi á. Cái đợt ngày bao nhiêu tháng trước đó. Này, nó đang lên đây. Nó đang lên nhu nhú một xíu xíu này. Còn cái cây này là của em nó bị gãy. Này, nó lên bị gãy, nó đang lên này. Trời ơi, yêu chưa. Cây nó đang bị gãy, nó đang lên này, mọi người nhìn thấy không. Mập ơi là mập, mập ú lu luôn. Mầm nó mập ú lu luôn nhá mọi người nhá. Đấy, mầm mập ú lu luôn. Đây, em sẽ quay sang đây là cây hồng sô-cô-la. Hồng sô-cô-la Indo, trái cứ siêu to khổng lồ luôn. Mọi người nhìn này, mọi người nhìn thấy không? Ôi, ở đâu có quả to như vậy. Gần chín rồi. Trái gần chín rồi. Trái gần chín rồi nhá. Đó. Đây, quả này bé. Quả này gần chín rồi này. Nó là hồng này nhà em, là hồng nó có quả thì nó có một hạt, mà có quả thì sẽ không có hạt luôn nhá. Mà cái loại mà không hạt ý, thì nó lại cực kỳ to luôn, lại cực kỳ to luôn nhá mọi người nhá. Đó, đi to ơi là to. Đó, cái cây hồng sô cô la này thì em bán là 6,5 triệu nhá. 6,5 triệu một cây. Cây giống thì là 350 nhá. Còn các cái loại mà quả bé, quả nhỏ xíu, các cái loại mà nhỏ xíu thì cây giống chỉ có 300 thôi. Nhưng mà cái cây trái to nhà em nhá. Cây trái to thì là 350 nhá. 350 này. Ở đây em có một cây này trái to này. Trái to. Đây. Cây 350 nhà em đây nè mọi người ơi. Wow, cây quả to đó. Cây quả to đấy nào. Cái cây này đang có trái nhá. Có một cây này đang có trái, em để 420. 420k này. Quả này, đang quả này. Cây nhỏ xíu thôi mà đang đeo quả nha. 420. Còn cây này là 350 này. 350 này. Còn cây mà quả nhỏ ấy ạ. Cây quả nhỏ nhá. Cây quả nhỏ đây thì chỉ có ấy thôi, chỉ có 300 thôi nhá mọi người. Mua hàng thì mọi người để ý nhá. Để ý luôn.
Đó, ba cái này là chỉ là 300 thôi. Đó, còn đây là cây quả to là 350. Cây đang có quả đây, cây có đang có quả là quả loại quả to nhá. Là 420.000 một cây. 420.000 một cây nhá mọi người. Đó, em sẽ quay ra hồng kem. Là rất là cây bánh kem đấy ạ. Đây, cây bánh kem này. Đó, cây bánh kem. Cây bánh kem cây giống này. Bánh kem cây giống thì em để mọi người là 250 một cây nhá. Bánh kem cây giống 250 một cây. Rất là nhanh lớn. Cây nhanh lớn và quả siêu ngon luôn ạ. Cây nhanh lớn và quả siêu ngon luôn nhá. Đó. Nhanh lớn và quả siêu ngon thôi. Đó, baby red đây. Baby red, táo tàu baby red này. Đây, mà táo tàu baby red thì đã rụng hết lá rồi. Cô bác anh chị nào mà muốn mua thì mua tầm này nó rẻ nhá. Nếu muốn mua thì mua tầm này nó rẻ, không ít nữa là nó sẽ mắc. Đó. Thì nó sẽ rất là mắc nhá. Đây. Thôi, em xin kết thúc video nhá. Chúc mọi người xem kênh vui vẻ. Mọi người like, share và ủng hộ kênh cho em nhé. Em cảm ơn mọi người rất là nhiều.